Sự phức tạp của vô minh. Sự tự lừa phỉnh mình có nhiều lớp chồng lên nhau. Càng tu tập lâu dài và càng tìm hiểu mọi sự vật thì bạn tất sẽ cảm thấy không nên vội huênh hoang cho rằng mình biết hết. Trái lại, các bạn sẽ ngày càng nhận thấy thật nhiều điều sai trái tạo ra bởi vô minh dưới vô số các thể dạng khác nhau. Việc phân tích các virus trong tâm cũng sẽ theo đó mà ngày càng trở nên tinh tế hơn. Trước đây do không biết nhưng cứ nghĩ là mình biết nên bạn nghĩ rằng quan điểm là sự hiểu biết. Các quan điểm ấy không phải là sự hiểu biết đích thực. Thực ra đa số mọi người chỉ có hiểu biết dựa trên ngôn ngữ do dán nhãn đặt tên. Thế nhưng chúng ta thì lại cứ cho rằng chúng ta biết và kiến thức đó là sự hiểu biết đích thực. Đó là tình trạng tự đánh lừa mình một cách vô cùng tinh vi. Vì thế phải quan sát cẩn thận và chiêm nghiệm về những dạng kiến thức này. Nhiều khi chúng lừa phỉnh mình thật trắng trợn ngay trước mắt mình. Đây là tình trạng tệ hại bởi vì mình không ngờ là mọi sự vật lại có thể đánh lừa mình đến mức độ đó. Chúng ta cứ ngỡ rằng mình là người sành sỏi. Dù chúng ta thừa sức thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện nọ, thế nhưng thật ra sự hiểu biết đó cũng chỉ đơn giản là trí nhớ về chữ nghĩa mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng chữ nghĩa là trí tuệ, tưởng uẩn là trí tuệ, hoặc cũng có thể nghĩ rằng hành uẩn là trí tuệ, và cứ thế chúng ta trộn tất cả các thứ ấy với nhau thành một mớ hỗn độn. Do sự ngộ nhận đó, chúng ta thường tự hào về các kiến thức vụn vặt. Các kiến thức này thực ra chỉ là ảo giác, nhưng chúng thường len sâu vào và chi phối tâm thức. Tỉnh giác thì ít, mà ảo giác thì đầy rẫy trong tâm. Do đó, chúng ta phải suy tư và quán chiếu để nhìn ra các ảo giác đó. Đấy là cách để đọc được tâm thức của mình. Nếu như tâm phóng dật thì cũng không nên tìm cách đuổi bắt nó, mà phải dừng lại và quay vào nhìn nội tâm của mình. Đối với bất cứ thứ gì thâm nhập vào tâm thức thì các bạn cũng chỉ cần tỉnh thức và chú tâm theo dõi chúng. Không thể nào ngăn cấm chúng được bởi vì đấy là cách vận hành tự nhiên của tâm. Do đó bạn cũng không nên tìm cách kiểm soát tâm một cách thái quá. Chỉ cần duy trì sự tỉnh giác, theo dõi xem chúng vận hành thế nào, mức độ thật giả của chúng, cách chúng sinh diệt ra sao. Hãy theo dõi chúng và liên tục theo dõi. Làm như thế để quán tâm, để thấy được nhân quả bên trong tâm và để tự quan sát chính mình. Đấy là cách để gia tăng sự tỉnh thức và làm cho trí tuệ ngày càng sắc bén hơn. Nếu các bạn không luyện tập theo cách đó thì sẽ tránh khỏi tâm bị lạc lối khi chỉ cảm nhận được một chút tĩnh lặng rỗng rang nào đó khiến bạn tự hài lòng và cho rằng như thế là đủ, không cần đi xa hơn nữa. Khi đọc kinh sách, ta thấy Đức Phật không dừng lại ở thiền định và hỷ lạc. Ngài muốn biết rõ bản chất của đau khổ. Trong giai đoạn đầu, Ngài thực hành chánh niệm và quán thấy tất cả mọi sinh hoạt của thân tâm. Trong giai đoạn sau, Ngài vẫn không dừng lại ở đó mà tiếp tục tinh tấn hành thiền và quán chiếu ở cấp độ cao hơn. Trong khi đó thì chúng ta luôn cảm thấy tự mãn và khoe khoang về các thành tích của mình. Chúng ta thực hành trong một khoảng thời gian nào đó và sau đấy thì cho rằng mình đã biết hết, không cần tìm hiểu gì thêm nữa. Sự kiêu hãnh và tự mãn đó sẽ làm giảm đi sự tỉnh giác.